Đây thì nói chung là hôm nay thì Kiều cũng hộ phép được bê sư Minh Hạnh, Trương Tâm và Minh Long thì có re tới Phú Yên hết địa phận nhiều kẻ, thì cũng gặp được sư, thì cũng hữu duyên cũng gặp được sư. Ồ, tắt điện rồi sư. Dạ được rồi chị sư. À được hả sư? Đấy, dạ đúng rồi. Rồi sư nha. Như sư là pháp danh tên là gì sư? Minh Trơn. Minh Trơn. Dạ mô Phật. Là sư là ở đâu mà bộ hành về tới Nha Trang đây sư? Con từ Bình Dương. Ra thì cũng qua tới Nha Trang, đi qua Nha Trang, Nha Trang, Bình Dương. Dạ. Định ra Hà Nội mà mấy anh nó cũng thử, nó nói giờ nó đang lạnh lắm. Dạ. Rồi mới quay về Gia Lai. Dạ, mô Phật. Gia Lai rồi, trời quay về thôi để gặp được thầy. Dạ. Ở đó 4 ngày. Dạ. 4 ngày rồi mấy cô Phật tử mới chở đi qua tới Quảng Ngãi. Dạ. Quảng Ngãi con ở đó 3 ngày. Dạ. Dạ, mô Phật cũng hoan hỷ. Dạ. Là sư là lên chỗ sư Minh Tuệ là ở Gia Lai, là sư gặp được sư Minh Tuệ chưa sư? Dạ. Dạ, hoan hỷ. Thì các Phật tử đi vô trong gặp. Dạ dạ, tốt đẹp nha. Dạ. Bốn huynh đệ mà chỉ có hai huynh đệ gặp thôi, con pháp nhẫn thôi. Dạ. Sư với sư pháp nhẫn. Mình cổ với lại tâm quán thì gặp được thầy thì thần thôi chứ không có được trong đâu. Dạ. Khi mà sư lên trên Gia Lai thì sư gặp được là sư pháp nhẫn, sư Minh Phổ và sư Ma Na Ma Đấy. Dạ. Tâm niệm nha. Sư tu theo cái hạnh của sư Minh Tuệ lâu chưa sư? Dạ. Sư tu theo cái hạnh của sư Minh Tuệ lâu lâu chưa sư? Cái hồi tháng 5 đó là có tình ra. Dạ. Hai năm tới Thanh Hóa đó. Dạ. Rồi. Dạ. Công việc á nên nó còn trở ngại. Dạ. Quán là tình ra. Dạ. Chưa kịp ra nữa thì ta cả đoàn. Dạ. Con tới nguyện đi. Thầy thì nếu mà thầy đang cả đoàn thì mình con cũng đấy. Dạ. Thì bắt đầu con đi từ đầu tháng 7. Dạ. Đầu tháng 7 thì con đi qua ba tỉnh miền Tây. Dạ. Đồng Tháp, Kiên Giang. Dạ. Bây giờ Bình Dương. Dạ. Chưa rồi. Bình Giang Gia Lai đi bộ hành Gia Lai đó thì đi tới Trung Quốc thì ở như ở địa phương tập 2 ngày. Dạ. 2 ngày rồi mới đi được Nha Trang đây, ra tới tỉnh đi ra Hà Nội luôn. Dạ. Đi ra tới Quy Nhơn rồi mấy phật tử nói là lạnh lắm, mà nó lạnh lắm. Dạ. Qua tết ra rồi sư kêu mới quay vào lại. Dạ, quay vào. Dạ, Gia Lai lại. Dạ. Hiện tại bây giờ nói chung là từ Gia Lai rồi chứ chỗ này chỗ đầu mới đi vào tiếp. Dạ bây giờ con đi đổi về miền Tây. Dạ. Đi mấy tỉnh miền Tây xong rồi chắc qua Tết con mới quay ra miền Bắc lại. Dạ. Nếu mà hữu duyên thì sư vào lại núi Sạn, thì hiện tại bây giờ núi Sạn thì cũng ở trong núi Sạn thì hiện tại bây giờ cũng còn nhiều sư lắm sư. Dạ. Cũng tu theo cái hạnh của sư thầy Minh Tuệ. Tốt đẹp luôn á sư. Dạ. Thì phe sư này thì cũng ở núi Sạn, lúc trước thì cũng tu ở núi Sạn. Bây giờ bắt đầu
sư cũng đi duyên duyên á sư. Nhưng mà thì con cũng có nghe bảo là nói chung là đi ra thì cũng hơi căng lắm. Thì sư bảo thì thôi giờ gieo duyên đi tới đâu gieo duyên tới đó thôi, còn lúc nào thì hay lúc đấy thôi. sự chân tâm thì Gia Lai cũng gặp con. Dạ à dạ. Chân tâm thì lại dạ. À, lúc trước sư mình Đức cũng tu ở nuôi sản đấy. Dạ. Hiện tại mình Đức còn đang ở nuôi sản đó sư. Dạ. Nói chung là sư cũng nhiều lắm. Dạ. Thì một phần sư xin minh trang kiếm là sư để đi trung tâm đầu sư bên tệ kia hả sư? Lúc tháng 5 đó là con định ra rồi, lòng nó khô, nó cũng ra ra lắm mà công việc của con nên là nó sắp xếp nó chưa có ổn thỏa. Yeah. Lần nhằn cho tới tháng 6 tới Huế bị tăng cả đòn luôn. Yeah. Lúc mà thầy còn đang ở Thanh Hóa đó. Yeah. Lại con đúng là con nôn lắm rồi mà tới cháu thì đang cả đòn thì con đã nguyện đi thì không có thầy thì con vẫn đi thôi. Yeah. Một mình vẫn đi. Yeah. Một mình con của bạn đầu tiên trước là đầu tháng 7 là con đây đây. Năm nay hả sư? Dạ mới năm nay đây. Hôm nay thì mới sư mới có cái hạnh đi thế này. Dạ. Yeah. Đó thì con cũng là một Phật tử thôi. Dạ. Có kiện. Như cái phát sinh con là cũng từ bên mấy chủ trì thì chị cô đặt phát sinh cho con thôi. Yeah. Lấy phát sinh đó là con đi bộ hành. Yeah. Con cũng đặt cái tên mới cho con. Chú thì chạy đi ra vận động chị Duyên cho sinh viên chơi. Đang ngồi kia kìa. Đây là anh này. Tình cờ con đi trên đường đấy thì gặp thầy này. Yeah. Thầy cũng là đi bộ học tập theo thầy cũng tệ mà. Yeah. Thầy chưa được cái phát áo. Dạ thầy em cho ta đăng đèn. Rồi thầy cứng cứng thì thầy mới dám phát áo tặng. Dạ dạ. Rồi huynh đệ cùng kết hợp nhau mình làm đi. Yeah. Để cũng tốt đẹp hơn con nghĩ. Dạ. Nói chung là tụi con thì cũng hay đi chợ duyên ấy. Thì hồi sáng thì cũng có gặp một sư thì sư bảo đấy, nhưng mà con vừa vào thì chưa gặp được, chắc là con nghĩ là chắc chuyện sư cũng giờ chắc tối cũng nghĩ rồi. Giờ nãy thì hồi sáng thì con mấy chị con bảo thì nếu mà tụi con mà đưa mẹ sư kia qua khỏi đèo sư, vì tụi con phải đưa qua khỏi đèo mà cái thứ hai nó có nhà dân nữa thì đỡ ngày mai là sư mới đi phúc thực đó sư, chứ còn mà tới đèo nhiều lúc là sư con không biết á. Yeah. Chứ lại là xe dân nữa sư, nói chung là tới đèo xe dân thì khi mà con xong rồi thì bắt đầu con mới quay ngược về lại, thì con mới bảo là nếu mà hữu duyên thì gặp sư thì trò chuyện với sư. Yeah. Con cũng xin quay lại một đoạn. Yeah. Con cứ quay bình thường như mấy anh tốt kia cũng quay bình thường. Thì từ đây mà sư vào trong kia thì cũng có một đoạn nữa là khi tới nhà dân kiểu như sư mà đổ đèo xuống gì á. Dạ. Thì ngày mai sư còn tới nhà Trang. Không đâu. Đâu mình tới đâu. Chưa tới nhà Trang đâu. 2 ngày 3 ngày nữa mới đến nhà Trang. Dạ đúng rồi. Ở đây là để có con nghe ghe chỉ dẫn sư tu sĩ này tới những núi sạn. Thì nói chung là chưa chưa đâu, hiện tại bây giờ là từ chỗ này mà vô tới Nha Trang mà tại sắp một ngày. Dạ đúng rồi. À, một ngày con chỉ đi được 25 cây đổ lại thôi. Ô hả? Dạ. À, 25 cây là sư đi nhanh rồi. Bên sư kia thì một ngày tầm 20 cây. Một ngày 2. Tính toán cũng 20 cây có, 25 có, 30 có. Bê sư đó là đi tới que khỏi đèo đó là 5 ngày rồi đấy. Vì con hộ phép ngày đây là ngày thứ 5 rồi đấy. Nên là mấy sinh ngồi hay là ngủ nằm? Dạ bây giờ con đang tập ngủ ngồi thôi, chứ mà giống như thầy thì nó cũng chưa đến cái dạ, đúng đó. Rồi dạ, dạ. Đang tập. Dạ. Đang học tập thôi. Dạ đúng rồi. Khi mà cũng mỏi mệt quá cũng đang dạ, dạ dạ. Chứ còn ngồi xuống như thầy thì dạ dạ tập dạ. Thầy nói chung là
lại một phát là hay là như thế nào là ngay đâu sư từ hôm ấy đến hôm gặp này một tuần rồi chưa nhỉ? Đi là năm sư luôn á. Dạ. Con thì vẫn chưa gọi là sư được. Con thì bốn sư được một hả? Vâng. Dạ vâng. Con thì đang là tu sĩ thôi. Duyên thì con sẽ là xuất gia. Duyên chưa đủ thì cứ tập theo khả năng. Mấy sư đi chạm lại để chờ sư chưa phép nhỏ hiện tại rồi chưa đang khổ đang còn ở sông cầu. Thì nói chung là tùy duyên thôi sư nào thì lấy đi thôi. Nói chung là tu tập thì đâu nhất thiết là phải 3-4 người hay là 5-6 người. Nếu mà con đi trước một ngày, nếu mà theo sư pháp nhẫn thì con đi trước sư có một ngày thôi, là tới Nha Trang cũng gặp nhau. Dạ đúng rồi đúng rồi. Vì sư pháp nhẫn thì con cũng về lại Nha Trang. Dạ sư nói sư cũng đi miền Tây đó mà không biết sư có đi không. Nhưng mà đi thì huynh đệ cùng trợ duyên đi với nhau. Nhưng mà sư tới Nha Trang lại đó tụ tập đó thì con với lại thầy đi tới miếng đất nước thì nói chung là hữu duyên thì sư tới đó sư gieo duyên vài ngày vậy. Dạ một phần sư biết chỗ pháp nhẫn không? Sư pháp nhẫn không? Không, chưa biết được. Vì chỗ sư pháp nhẫn như chỗ sư Minh Tánh là cũng gần đó luôn á sư. Dạ chắc là sư chưa biết sư Minh Tánh đó. Thì sư Minh Tánh là trong tăng đoàn của sư Minh Đỡ là cái đợt 72 người á. Thì nói chung hiện tại bây giờ Nha Trang thì cũng nhiều sư lắm sư. Nói chung là nếu mà hữu duyên thì sư tới Nha Trang sư nhiều duyên. Dạ, nhiều duyên dài ngày. Nếu mà gặp sư đó thì cũng quan hệ thôi. Dạ. Dạ đúng rồi sư. Dạ. Nói chung có điều tốt đẹp hết cả. Nói chung là con thì cũng mong theo sư tu tập tinh tấn. Nói chung là dịch sư hiểm thì không hậu nha. Thì không hậu nha. Đứa con hay đi chợ duyên nên là đứa con thương lắm. Vì lúc trước nói chung là tụi con thì ít đi qua sư lắm. Thì tụi con thì hay đi qua từ thiện với sư. Nhưng mà sư cũng về lại Nha Trang lắm nên là tụi con ví dụ như nếu mà gặp các sư thì tụi con cũng mừng lắm. Dạ tụi con gặp các sư tụi con mừng lắm. Cũng như hôm nay đây cũng nhờ anh chị hỗ trợ cho con cái chỗ để như vậy. Dạ con phải đi tìm bạn hơn. Dạ anh chị cũng có cái công đức rất cao. Nha Trang này là cũng dễ thương lắm sư. Ví dụ như nó nói ăn cơm cư sĩ nè, nhiều lúc mà ví dụ như anh đi vào đó, ví dụ như chiều hay như thế nào thì sư hay là anh cư cư sĩ nè cứ việc vào mỏi sinh thì chắc chắn là họ cho thôi. Dạ, sư
vì sao nhiều lúc là tùy theo chỗ sư, nhiều lúc mà ví dụ như sư biết á, thì sư biết đường đồ á thì nó dở, nhiều lúc mình biết chỗ này là có nghĩa trang, chỗ kia là có nhà hoang đồ, còn mà sư không rành đường á thì sư cứ xin ở nhờ như chỗ con đang xin nhờ cho sư vậy. Dạ, có nghĩa là mình ở qua đêm thì mình cũng đi mà. Dạ, nên là với lại là chỗ đây thì nó cũng đường quốc lộ 1E hết trơn, nên là chú nhà hoang hay là nghĩa trang thì nó cũng hơi xa.